Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm Thượng tướng. Ông hiện là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông sinh năm 1960, quê xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Năm 1978, ông nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, ông làm chiến sĩ thông tin. Năm 1979, ông tham gia chiến tranh biên giới Việt Trung ở phía Bắc. Năm đó, ông có mặt ở điểm cao 893, Bản Bác, xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng và cùng đồng đội chiến đấu với quân đội Trung Quốc. Ngày 20 tháng 11 năm 1979, ông được cấp trên cho đi ôn văn hóa để thi vào trường sĩ quan tăng thiết giáp. Tháng 8 năm 1980, ông trúng tuyển vào trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp nhưng chưa kịp nhập học thì nhận được giấy báo đỗ vào trường sĩ quan tăng thiết giáp. Trong kỳ thi kiểm tra điều lệnh đội ngũ cho tân sinh viên, trường sĩ quan tăng thiết giáp, ông đạt 9,5 trên 10 điểm, cao nhất khóa, dù trước đó ông không biết giành về đội ngũ. Với thành tích đó, ông được thay mặt 200 học viên đọc lời tuyên thệ trước cờ. Năm 1983, ông tốt nghiệp trường sĩ quan tăng thiết giáp, được phong hàm trung úy, được điều động về công tác tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 và giữ chức trung đội trưởng. Năm 1985, ông giữ chức đội trưởng. Tiếp đó, ông giữ các chức vụ Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng năm 1990. Năm 1996, ông giữ chức Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng. Năm 1999, ông giữ chức Trung đoàn trưởng. Năm 2000, ông là Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Năm 2003, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Đảng ủy viên Quân đoàn 1. Năm 2008, ông giữ chức Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn. Tiếp đó, ông giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng. Ngày 14 tháng 4 năm 2014, ông là Tư lệnh Quân khu 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu. Ngày 12 tháng 4 năm 2016, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Ngày 21 tháng 5 năm 2016, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Trên các cương vị Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Quân khu và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phan Văn Giang đều hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.